Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay đó các bạn, thì mình đã chế tạo sẵn cho mình cái súng shotgun này nè. Đó, nhìn rất là bự luôn ha, để chuẩn bị cho tập ngày hôm nay các bạn. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi khám phá mấy cái hang động anti-pass mới được. Còn có cái súng shotgun này để mình có thể bảo vệ được. Trong mấy cái hang động hay có mấy con nhện luôn rớt rồi đó các bạn. Mấy con đó phải bắn súng thì vô đam dữ lắm. Nên hôm nay mình đi luôn. Lần trước thì mình khám phá bên ngôi làng rắn các bạn, ở hướng phía bên đây một cái hang động rồi ha. Cho nên là hôm nay mình sẽ khám phá ở phía bên này. Ở phía bên này ngay chỗ cái khe nước này nè các bạn. Lần trước mình bắt cái con rồng nôi á, thì nó có một cái hang động nữa. Lần đó mình thấy cái hang động bên đây rồi, nhưng mà mình chưa vô khám phá. Hôm nay mình quay trở lại đi khám phá luôn. Trong này cũng là một trong những cái hang động có anti-pot á, cho nên mình cần phải lấy. Trong cái map này theo như thông tin mình nghiên cứu về tọa độ á, thì nó có tất cả là ba cái anti-pot các bạn, tương ứng với ba cái hang động nha. Cái hang này là cái hang thứ hai mà mình cần phải tìm đây rồi. Đó, vô trong này, lúc mình bắt con rồng nôi mình cứ vô trong này mình nghĩ sơ sơ rồi các bạn. Nói chung là trong này nó có những cái hào quang phát sáng gì đó, nhìn kỳ bí lắm. Dưới này như có quặng muối nè, đào thử là phải không? Ờ, cái này là crystal hả? Crystal trong này đào được nấm luôn, giống như crystal ở ngoài thôi, được đá, được nấm với được crystal. Và đi sâu vào trong rồi đây. Trong này có cây cầu hả? Cái cầu chắc dẫn xuống dưới rồi. Cầu phía bên trên này thì có mây tờ được thôi. Ui, quên 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 mặc cái ống dầm lên các bạn. Đây rồi, mấy con rết. Trời ơi, hết hồn luôn á. Ý chạy vô. Ok, một con rết level 110. Nghe tiếng xì xè của nó mới hơn như là kịp nhớ ra. Ok, đó, có cái súng là đi khỏe rồi các bạn. Mình đi bằng chính chính đôi chân của mình đi anh. Cái nào khó quá thì mình mới sử dụng mấy con đệ của mình thôi. Trên này có con thằng lằn nha, né qua được thì mình né qua luôn đi. Nó không thấy mình các bạn. Bờ đây thì có nghe tiếng gì vậy? Nghe tiếng như có mấy con rết. Ở đây cũng có quản lý tàu nè, chỗ này là vẫn công trình hiện đại rồi. Vậy là cái cầu ở trên đi vòng vòng và xuống phía bên dưới này, dưới này có một cái lỗ nhỏ nhỏ để chui qua nữa nè. Bắt đầu trong này có mấy cái tàn tích rồi nè, cũng có hào quang phát sáng đâu. Ui, nghe tiếng bên kia. Đây là cái gì đây? Một cái biểu tượng cánh tay các bạn, có viên ngọc giống như viên ngọc trên tay của mình luôn nè. Và xung quanh bên đây là hình như con rồng mà, là con rồng nè. Bên đây là con manticore các bạn, còn dưới này chắc chắn là con nhện. Bên đây thì là con tinh tinh khổng lồ, à tượng trưng cho bốn con boss của ARK nè. Còn phía bên đây nghe tiếng xẹt xẹt hoài á. Ui, à anti pháp ở dưới này các bạn. Trời ơi, vô ngay cái anti pháp luôn á, dưới có nhện á. Vậy là phải đi đường vòng mà. Cái này nhảy xuống được không? À, mình đi vòng mình khám phá luôn các bạn, nhảy xuống dưới nguy hiểm lắm. Cứ nghe tiếng rú lên của phía bên dưới, giống như tiếng rú con quái vật thì ghê quá. Anh thì phát ở dưới nè. Thôi cứ đi bằng đôi chân của mình thôi, chỗ này mà khó quá thì mình bắt đầu sử dụng tới mấy con đệ của mình á. Bên đây là hình như là hết đường nè, vậy là chỉ có chỗ này thôi. À, cần phải nhảy qua nè, dưới mới có mấy con dơi nữa. Chạy qua luôn, chạy qua luôn, chỗ nào đi được thì mình cứ đi hết. Đây rồi, bây giờ có mấy con nhện nè, ội đông dữ vậy nè. Bắn trước một cái bạn, bắn từ xa luôn. Con này máu hơi nhiều một chút thôi nên không sao, vẫn chơi được. Cà lê hết rồi, và sắp sửa tới chỗ anti phát rồi. Dưới này chỉ có mấy con dơi thôi, bắn chặn đường ở trước rồi. Ok, một con đúng rồi, anti phát đây rồi. Đó, cái anti phát thứ hai trong cái map lần này. Và còn đường đi xuống phía bên dưới nữa thì phải. Mình thấy có cả mấy cục crystal ở dưới rồi các bạn, chắc là còn đường đi xuống phía bên dưới nữa đó. Để thử coi đi được không. À đây đây, có bên đây là cái gì đây, cục obsidian đó. Khám phá cho hết luôn các bạn. Cái hang này chỉ có một cái anti-pot thôi à, nhưng mà sẵn đi thì mình khám phá luôn dưới này có gì không mới đã. Cái này gì đây? À, cái xác chết, cái xác chết của cái con dơi. Vậy là dưới đó cũng đường cùng mà các bạn, hết đường rồi. Vô trong này chủ yếu là lượm cái anti-pot, thế là xong. Bây giờ thì mình sẽ ra phía bên ngoài để tiếp tục đến với lại cái hang động tiếp theo các bạn, lấy ra đủ ba cái anti-pot một bộ trong cái map lần này luôn. Mình vẫn còn nghe tiếng gầm rú, hình như cái âm thanh của cái map hay sao đó các bạn.
giết hết quái ở trong này rồi. Vẫn nghe tiếng rú 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 lên. Ở chỗ này muốn đi ra thì chắc là phải bắt cua ở phía bên đây nè. Chỗ này leo lên trên. À đây đây đây, có đường đi vô và cũng có đường đi ra nữa. Và vẫn tiếp tục nghe tiếng âm thanh đó. Và chỗ này thì có con này có thể bỏ qua được. Cho nên chạy luôn. Bye bye em nhé. Ok, cuối cùng thì mình cũng ra được tới ngoài cửa hang rồi các bạn. Vậy là đã có được anti-vax tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ đến với tọa độ tiếp theo rồi các bạn. Tọa độ tiếp theo là ở cái tọa độ là khoảng tầm 28, 29 á. 28, 29 là ở phía bên đầu ở phía bên đây rồi. 28, 28 là phía bên đây trước rồi. Và 29 là chắc hướng phía bên đây rồi. Ok, thẳng tiến các bạn. Để mình đi khám phá được. Bên đây có con rồng gì nè. À, con rồng này là con rồng ăn cái viên đá Power Stone nè. Ôi, 220 à. Con đó cũng có rồi. Và lượng một phát. Ủa, đang cầm bản đồ lượng không được hả? Thường thường con này nó lượng được đúng rồi nè. Đang cầm bản đồ cho nên em nó lượng rất là chậm. Và qua hướng phía bên đây. Chắc thuốc thuốc ở trên góc bản đồ rồi. Sẵn này mình nghĩ nhớ ra mấy con bọ nè. Hoài lớp rồi, có 10 thôi ha. Cùi vậy. Bên đây hai con luôn nè, tuổi 280, ổ 300 luôn nè các bạn. Trời ơi, mấy bộ cạp hai con level cao cùng một lúc luôn á. Bên đây mấy con bộ cạp nhiều quá. Có cả mấy con bắn gai nữa nè, velo nữa nè. 90 với 120 à, không cao lắm đâu. Velo nhà mình cũng chưa có. Con đó thuộc dạng là của mod đó các bạn, chứ không phải velo của vanilla nữa. Phía này con, ui, đi ra hả? Oh my god, cái gì vậy? Pizza này tên theo kiểu KO các bạn. Ui, 290 luôn, rồi bắn thử coi. Bắn độc vô thử coi nó có bị kháng độc hay gì không. À, tăng tôi qua luôn nè. Được, 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 được. Trời ơi, sẵn hô phục luôn các bạn. 100, 126. Đó, 126.000 tu vơ thì. Ui, con này phun lửa được, phun điện được luôn các bạn. Trời ơi, xịn vậy. Nó có, hình như là con Pizza chắc phải có 50 đầu ha. Chắc là có nhiều nguyên tố lắm hay sao á. Thấy nó có điện rồi nó phun cả lửa ta nữa. Và nó đang cắn thường kìa. Bắn mấy con xung quanh này chứ. Đó đó, điện 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 điện. Mấy con tên KO này thì ngon lắm. Dễ tên đó. Mấy con bắn chuyên là sợ nhất luôn á. Tên nó lâu. Mà nó cũng khó tên nữa. Và mấy con này đánh xỉu thôi là xong. Ăn 4 cái hộp cục thịt cừu thôi là được rồi. Ok. Ôi, bắn hơi dư dư đam chút ha. Xem coi em nó còn là bao nhiêu đây. À, 99,8 hả? Ok, không sao. Bỏ dưới có con gì không vậy? Con gì bắn trong nó không? Nó bự gì chắc không ai dám ta đánh nó đâu. Có mấy con khủng long chứa nước dưới này thôi. Và con rồng này của mình hình như là có... À, không có thịt cừu hả? Thịt cừu thì ở trong con này có không biết nữa. Rồi, con này cũng hết luôn rồi. Vậy thì chỉ còn có người khổng lồ của mình thôi. Đây rồi. Ok, để lấy một ít thôi. Ba mấy cục là dư rồi. Rồi. Cho em rồng của mình ăn luôn các bạn. Ok. Trời ơi, lên nhanh kìa, 31% rồi các bạn. Để em nó ở đó các bạn, lát nữa cho em nó tỉnh lại. Còn bây giờ thì mình sẽ lên trên núi để mình đến tọa độ mới được. Đài đi vô trong này, 28 và 29. Rồi đó tuốt 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 ở trên núi trên này thôi. Giờ mình thám phá trên thượng núi này. Trên thượng núi này như mình chưa có đi qua bao giờ luôn á. Lên trên này nghĩa nhiên xung quanh đây có rồng, có con gì đó lạ lạ không. Bên đây có một con nè, con này là rồng phá giáp rồi. Ôi, rồng phá giáp nhà có rồi luôn. Mấy con này mình có rồi hết rồi. Núi này vắng quá, chỉ còn mấy con của vanilla thôi. Cha này muốn xuất hiện cái con rồng chắc phải lên trên này ly nha các bạn, sử dụng cái con rồng phun lửa của mình á. Mình lên trên này mình ly hết. Và mình đang ở tọa độ là 27 và 28 là qua phía bên đây một chút, xuống một chút rồi. 28, 29 là đâu đó hướng phía bên đây, đâu đó gần gần chỗ này thôi. Đó phải 28 rồi nè, 27, 28 rồi. Và 28, 29, đây đây 28, 29 này nè. Vậy là đâu đó, à đây dưới này nè các bạn, đây rồi. Ok. Chỗ này toàn là Engen không á. Engen với mấy con đại của mình. Chắc là sẽ ẩn nó đi các bạn, để ở đây không an toàn lắm đâu. Ô vực này sợ nó spawn nó con rồng, nó cắn con rồng của mình chết cái là tiêu luôn. Rồi, bây giờ thì vô hắn phá cái hang động tiếp theo thôi. Con kia thì mình cũng ủi tem xong rồi các bạn. Cộng 200 mấy level luôn á. Xịn 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 nha. Lát nữa mình sẽ về mình thử sức mạnh của nó.
Còn bây giờ thì đi lấy cái antifact ở phía bên đây luôn nè. Cái hang này có vẻ như bình yên ha. Nó cũng có những cái hào quang phát sáng luôn nè. Ai chà, cái gì đây? Một cái hồ nước hả? Ồ, hang này có khi nào cần phải... À, chỉ cái hồ nước thôi, không cần phải đồ lặn đâu. Vẫn còn có thể đi ở trên được. Bây giờ có hai con đường. Đi hướng phía bên đây có ánh sáng đi. Trên việc cái lỗ phát sáng xuống này, càng nó sáng sáng. Ôi, dưới hồ nước có cái con gì đó các bạn. Có bọn ngựa với con gì đó. Nó là chớp ở dưới, ghê quá vậy. Ai da, phía này có con thằng lằn nha. Thôi, đổi đường. Qua phía bên kia thử xem coi đường phía bên kia dễ hơn không nha. Đây đi, phía bên đây đi. Đó, phía bên đây có những cục obsidian thôi. Có vẻ như là dễ đi hơn nè. Đó, mình luôn qua được rồi các bạn. Và phía bên đây là chỗ... À, có thằng lằn hồi nãy nè. Trời ơi, vậy là đi xuống con đường này thôi. Để giờ mình bỏ qua được con thằng lằn rồi đó. Tiện ghê á. Đường nào dễ đi thì mình đi thôi. Và một con đường dài ngoằng qua phía bên kia luôn. Trong này được thiết kế rất là chi tiết các bạn. Sương sổ đồ, cái kiểu ăn làm rất là đẹp. Ê, tiếng sói hú hay gì á. Ui, hết hồn em. Ok. Ôi có coi. Màu đỏ luôn bắt ghê chứ, màu đỏ chân nó có nước rồi, màu hồng. Hàng gì nghe tiếng sói hú ăn. Phải tiếp tục nghe tiếng sói hú nữa rồi. Qua chỗ đó ghê quá. Nạp đạn cho súng đuối của mình phát à. Chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Ok. Rồi, đi vô luôn. Đó là chắc còn con thôi à. Nó hú hú lên. Ây chà, phải đi xuống dưới nữa hay gì rồi. Đường lằn ngoằn nè, chắc đi xuống dưới rồi. Bên kia chắc là đường cũng quẹo ở phía bên đây thôi. Đây phải nhảy nè. Bắt cua qua liền. Đơn giản. Dọc dọc theo con đường này. Ui, bên kia có cái lỗ nhỏ nữa các bạn. Còn ở phía bên đây là đi xuống dưới nè. Chỗ này nhiều con bọ quá thôi. Cho nên mình sẽ sử dụng tới con Medusa của mình qua các bạn. Đây đây đây. Thì rắn đi cho nó dễ, cho nhanh đi. Ra ngoài kia còn thử sức mạnh của con rồng rồng năm đầu nữa chứ. Con rồng có thấy nãy có điện với cả lửa nữa. Hay á, vậy là có chỉ hai chiêu hả? Ít nhất là cũng phải có hai chiêu. Chỗ này có bộ xương thôi. Vậy là quẹo qua hướng phía bên này rồi. Và dướng quá vậy. Ok. Thôi bị dướng cái đuôi vào trong mấy khúc xương. Để cái ốc lên được thôi à. Và nghe tiếng sói nữa rồi. Chỗ này có một cái tài xích. Ủa mà đường trong này đưa hết đường rồi. Ủa, hết đường mà không có anti phát. Ây da, cái gì á. À, ủa đã mất tiêu rồi. Mới thấy con golem nó quăng cục đá ở trên xuống mất tiêu rồi. Trời ơi, chắc bị lỗi biến mất rồi hay sao á. Ok, vậy là chỗ đó có một cái tài xích ha. Ngoài này thì cũng đâu có đường nữa đâu. Ồ, vẫn chưa thấy cái anti phát mà mất đường mất tiêu rồi. Hay là do cái anti-vax chưa spawn không? Bên đây thì cũng cùng đường rồi. Và đói quá, quên ăn quên uống luôn. Trên kia thì chắc là không có đường lên rồi. Chỉ có đường ở phía bên đây thôi. Để dòng ra thử các bạn. Ở đây thì mình phát hiện ra người đá các bạn. Người đá tấn công hồi nãy này chắc. Trời ơi, người đá núp. Con người đá này thì sử dụng kỹ năng gì bây giờ? Quăng độc hả? À đúng rồi, quăng độc được các bạn. Đang đi lằn quằn ở trong này, ngủ lên một cái nè, quăng độc nè. Ok, đánh thường không chi nhê nha. Đây một phát đánh thường kéo đàm trả lại thời gian cooldown và bật thêm một phát nữa. Trời ơi, xong xong em nói đây, nó đè mình luôn dưới này rồi. Đi vòng vòng trong hang nãy giờ các bạn thấy có con golem này. Đi ra đi vô vô trong này là vô chỗ cái ụ xương nãy nữa rồi nè. Ui. À, đi ra đi vô các bạn, nó spawn ra cái anti pháp rồi nè. Trời ơi, phải đi ra ngoài cửa hang á, rồi quay trở lại các bạn. Ngay chỗ cái ụ xương quá hạch hồi nãy nè, đường cùng nè. Vậy là cái anti pháp nó xuất hiện ngay chỗ đường cùng luôn. Ok, quay trở lại thấy con golem xuất hiện chặn đường ngay chỗ này luôn. Đây rồi, em nói đây rồi các bạn. Ok, hạ cánh đang phát nè. Ẩn con này vô phát nè. Và không quên chắc cơ cho em nó luôn. Ủa con này lên cưỡi liền được luôn nè các bạn.
Và chắc cơ cho em nó một phát vô luôn á. Con này không cộng được tốc độ các bạn. Không cho cộng tốc độ rồi. Đây rồi, trắng trắng thường một cái thôi. Rồi 1.000 mấy đam. Đa mặc định, đa mặc định. Đa mặc định nói chung là cũng được tạm tạm rồi đó. Rồi chia nguyên tố rồi thì đi ra ngoài cho nó thoáng thoáng mình sử dụng thử coi. Chuột phải là cái gì đây? Ui, chuột phải là của nó để farm. Rồi, để farm cát với lại farm stone. Vậy là chắc là farm được maple rồi. Sử dụng tay để đập mấy cục đá. Còn chiêu ít. Chiêu này chiêu gì đây? Module. Chuyển đổi module, lightning, lightning đây rồi. Chiêu ít này là gì đây? Cắn hả? Sử dụng lưng phiên những cái đầu của nó để cắn. Cắn nè. 5 cái đầu cho nên cắn được một phát 5 lần. Còn chiêu control, đây. Chiêu control là sử dụng nguyên tố điện nè. Và cắn thường một cái thì sử dụng 5 cái đầu một lúc á. Được phải thì để farm rồi. Và cắn vô một cái con trần kền nè. Có vẻ như đam nguyên tố của nó không mạnh lắm. Vậy là chiêu quê. Đây rồi, lửa 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 lửa. Cắn thường một cái này lia cái mình sử dụng chiêu lửa thử. Rồi gần và phun lửa. Cái đầu ở phía bên đây nè. Vậy là mỗi cái đầu của nó hình như là mỗi nguyên tố á. Những nguyên tố khác thôi. Đây là độc nè. Sử dụng một phát rồi luôn, chết thằng nhỏ luôn rồi. Mỗi một nguyên tố thì nó có thời gian cooldown, các bạn không có spam chiêu liên tục được, chuyển sang nguyên tố khác thôi. Sử dụng nguyên tố nguyên tố này là nguyên tố mực thôi. Để thử nguyên tố mực cái lại gần con này mình bấm một phát. Phía bên đây hả? Phía bên phải. Vậy là lửa bên trái còn mực thì ở phía bên phải. Và làm cho thằng nhỏ bị rút máu kìa. Trời, kéo kìa. Nó nổ giòn ghê luôn á. Và chết thằng nhỏ luôn mà. Lấy được tim Obsidian được. Rồi tiếp tục nguyên tố tiếp theo. Lightning. Vậy là Lightning là 1 nè. Lửa là 2 nè. Độc là 3 nè. Còn cái này là mực nha. Mực là 4. Vậy có 4 nguyên tố thôi à. Sau đó thì quay trở lại với Lightning. 4 nguyên tố các bạn. Rồi con này 5 đầu nhưng mà không có làm 5 nguyên tố á. Phải có 5 nguyên tố thì nhiều y 5 cái đầu của nó luôn á. Phải cho nguyên tố băng cho nữa thì đẹp quá à. Có lửa, có băng đồ là ngon luôn á. Và thiếu nguyên tố băng rồi. Và sử dụng chiêu nguyên tố là một phát. Điện thì ngay ở chính giữa các bạn. Còn cái lửa này thì bên bên trái nè. Đúng rồi nè, cái đầu bên trái nè. Rồi tiếp tục với lại độc. Độc thì ở dưới nè. Ở dưới. Còn chuyển sang mực thì ở phía bên đây nè. Đó, ở phía bên phải của nó ăn. Ồ, chiêu mực nhìn đẹp quá ăn. Bắn bay lên rồi có rớt xuống không? Bay lên trên mất tiêu luôn à. Mà chi quy của nó thì cắn ra hai bên nữa các bạn. Đã thử chi quy của nó. Cắn ra hai bên. Chi quy của nó có thể spam liên tục được luôn á. Cắn hai bên nè, còn chiêu R. R thì cũng giống như là cái chiêu chiêu sử dụng nguyên tố của nó thôi à. Cũng phun phun mấy thằng chiêu O thì rú rú lên nè. Rú rú lên vậy thôi á. Vậy là cái chiêu quy á. Chiêu quy để cắn hai bên, còn cắn thường á là dồn hết. Và chiêu cắn thường của nó là đâm cao nhất rồi. Nguyên tố ấy không xịn bằng đâu. Mình cứ thử chiêu độc coi. Thử chiêu độc có tăng turbo gì không nha. Độc độc đâu rồi? Đây độc đây rồi. Có con này level 50 nha. Thì một phát chết luôn không? Có tăng turbo các bạn. Có tăng turbo và vẫn bị dính thêm cái hiệu ứng bị mù nữa nè. Mù lò giống như kiểu con khủng long trẻ trâu nó phun nước miếng vô mặt á. Cũng bị mù. Và chiêu độc thì cooldown cực lâu luôn á. Muốn thì chắc phải chuyển đổi nguyên tố ăn. Để có thể sử dụng chiêu liên tục. Chuyển sang Lightning thử coi. Lightning cũng tăng turbo luôn. Nhưng mà chết rất là nhanh luôn á. Đam chiêu Lightning cao quá mà. Ui, con gì đây? Robot hả? Robot tay theo kiểu Brazil. Robot 4 chân, 3 cái tấm element thôi là được. Level 80 vậy. Robot 4 chân này giống như cái con robot Telebot quá. Rồi đang tấn công mấy con Sabentooth kìa. Level chỉ có 100 mấy thôi. Mình thử coi, con này tạm thời ẩn vô một cái.
Ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da. Mở giáp, mở giáp, mở giáp. Ok. Tính ẩn đi mà không được rồi. Là xuống. Element, element như là mình có. Đây, 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 có nè, có nè. Thử luôn, bắt thử con này luôn. Bắt siêu, mấy nó không giữ không đây. Ủa gì ghê vậy? Ồ, con này là con robot bốn chân các bạn, nhưng mà có đầu rồng, hình như con cổ đầu đầu của con rồng không gian á. Dạ dạ, hình như nó không tấn công mình các bạn. Ờ, à, nó hiền. Nó hiền thì dễ mà, đại rồi. Dạ, dạ, dạ. À, cho nên nó chích điện, nó chích điện, nó giật điện. Mình hơi bị tê, cháu thôi. Và nó giảm phút xuống cũng nhanh á. Mình thì không có lựu đạn. Đây thì gần căn cứ của mình á. Để mình dịch chuyển về mình chế tạo cho cái lựu đạn nha. Cái lựu đạn giảm phút xuống trở nhanh hơn nữa. Khi một tấm element nữa thôi là nó trở thành đệ tử của mình rồi. Trái lựu đạn thì bấm chữ áp ở trong này một phát tay rồi. Chế tạo đại 10 trái để dành sử dụng luôn. Chờ được con trái hả? Bấm chụp cố vô. Chế được con trái à. Rồi quay trở lại chỗ cũ luôn. Bên kia có cục phấn màu đỏ đỏ à. Không biết gì bệnh đây. Xa quá. Đây rồi. Kinh nghiệm sử dụng lựu đạn với lần trước ném toàn hộp các bạn. Cho nên là mình sẽ sử dụng cách này nè. Đó. Giật lựu đạn đi lại gần. Đó đói rồi nè. Đảm bảo là trúng liền. Và lên cưỡi. Đây rồi. Wow. À đây 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 tấn công đúng không? Chơi thử các bạn đánh thường luôn. Ủa nó đánh nhanh kìa. Con này không có kỹ năng teleport rồi. Không như cái con của Vanilla. Con Vanilla nó có khả năng teleport. Con này có cái đầu. Đầu này nó giống giống đầu của con. Hình như con Gigan hay con T-Rex Tết gì đó các bạn. Chứ không phải đầu của con rồng ha. Nó còn có cái lá trắng giống như kiểu của con khủng long ba sừng trong người Tết nữa. Và thử chụp phải một phát. Trời trời trời, cái gì vậy? Bơm máu hả? Phải bóp máu không biết nữa. Giống bóp máu con heo quá. Bóp máu theo kiểu hiện đại nữa. Có cái bóp gì trên này nè. Bóp máu kiểu hiện đại rồi. Để đánh con này thử coi. Rồi bóp máu thử coi. Có tăng máu cho nó không? Hình như không có tăng máu cho kẻ thù các bạn. Vậy là chuột phải cho nó để bơm máu rồi. Nhảy lên trên được luôn nè. Nhảy lên trên nhưng không dịch chuyển được ha. Chuột phải là để bơm máu rồi. Đắp đi khả năng bơm máu của nó coi. Đánh con này luôn để luyện level. Con này cộng được thêm đó đây, thêm một chút sức mạnh vô đi. 3000 mấy nè. 3400 máu thôi. Lên 200 mấy đam nè. Con này hồi nãy hình như có level gốc hình như có 100 mấy à. Không cao lắm đâu. Giờ con này chuyên gì bơm máu. Một em bơm máu hiện đại nữa rồi. Nhảy à. Nhiều thì ít thử à. Ít à. Dạ. Dạ. Ui, nhìn nó giống tinh. Nhìn nó tinh anh lắm luôn á. Rồi chạy 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 cái. Nhìn nó nhóng 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 lên bạn giống giống kiểu con chó quá. Chị xê nè. Ồ chị xê là đập. Chị ít là quạt. Chị xê là đập xuống nè. Có farm được không đây? À không farm được các bạn, không đập đá được. Nhưng mà đập vô cây thì à, đập gãy cây luôn. Nhưng mà không có farm được. Còn chiêu ít là chiêu tán ngang. Chiêu đập để thử có bao nhiêu đam thôi. À mấy con heo phần máu. Mời heo quỷ. Đập 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 đập. Ok. Đập được 200 mấy đam. Trên chiêu đập cũng mạnh mà hình như chón đó các bạn. À làm chón mục tiêu. Chón giống như kiểu cô không lông ba lần nè. Mấy con quỷ này nó bơm máu ghê lắm. Đập cho một cái. Tán một cái nè. Dục phải. Ê đừng có sử dụng dục phải. Dục phải không biết có bóp máu cho nó không. Nhưng mà thấy sợ bóp máu cho nó đó chứ. À chết một con nè. Vậy là mình có thể sử dụng chuột phải các bạn. Kết hợp với đánh để có thể liên tục hồi máu. Nhưng mà con này có cần nè. Quốc nè. Không biết nó có ăn thịt không á. Tắt chiều hồi máu thì để tốn thức ăn lắm. Quạt cho một cái. Đập một cái cho chón nè. Quạt cho một cái. Đập cho một cái. Ok. Combo. Control là cái gì đây? Control hố chiêu các bạn. Còn quy. QR à hống 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 QR chưa hống hống của nó cứ quay qua quay lại đi hống hống nha. Còn chiêu O không có, trình cho cũng không có luôn. À vậy nó chỉ có 3 chiêu thôi. Chiêu quẹt ngang nè, chiêu đập nè, với lại chiêu hồi máu. Con này không biết có ăn thịt không đây. Để lấy hết độ nó ra thử. Bỏ thịt vô. À nó ăn thịt các bạn. Là robot nhưng mà nó ăn thịt nè. Cũng lạ ghê á chứ.
mà nó đang cộng này lên. Con này chắc cũng phải lên food thức ăn các bạn, giống như con heo ăn để búp méo rồi. Và căn cứ của mình thì bây giờ mất phương hướng luôn rồi. Căn cứ của mình thì ở hướng phía cũng đâu phía bên đây rồi, lên trên cái núi này. Núi này nãy mình thấy có con rồng nữa, ghê lắm. Không biết phải núi này không, cái map này có nhiều những cái núi nó giống giống nhau lắm. À đúng rồi nè, con rồng ở phía bên kia các bạn. Ồ nó phun cái gì thấy lắc lắc luôn ha. À sử dụng chiêu tường lửa đó mà, lửa của nó thì khủng khiếp lắm. Con này không có teleport hay gì được hết à, hình như không có leo được luôn các bạn. Nó chỉ nhảy 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 lên trên thôi à. Khá cái con vanilla trở lại nó có búp máu được. Hồ nhảy cũng xa ghê chứ. Nó nhảy nó co lại nè. Té có mất máu không đây? Ồ, con này té không mất máu các bạn. Con này miễn nhiễm cái thương thiên rơi rồi. Nó robot mà cũng phải, cũng hợp lý á. Đem nó về với căn cứ của mình để mình thử búp máu cho mấy con đại của mình thử các bạn. Xem coi nó có bơm máu được cho mấy con đại của mình không. Rồi nhảy luôn. Thay vì dịch chuyển về thì mình sẽ lội bộ vô luôn. Đây, đập một cái không không cái gì mới nữa, đập một máu đi, đập một cái chón nè, đánh thường nè, đập một phát chón đập hợp trời. Nhưng mà xây đầu hơi kém nha, đánh giá con này xây đầu hơi kém. À nó phải xây đầu tại chỗ bạn, còn vừa di chuyển mà vừa quẹo thì nó xây đầu kém lắm. Phải đứng yên một chỗ nè, đó nó có thể xoay cho nó cứ sống sống hoài á. Hình như nó ăn thịt vô hay sao á. Rồi giờ thì kích hoạt thử cái tính năng á. Ồ nó có tính năng bóp máu tự động nè, giống kiểu con heo nè. Nhưng mà mấy con này của mình hình như không bị mất máu cho nên nó không có bị, nó không có hiệu ứng hồi máu á. Đó, khi mà mất máu là nó có hiệu ứng hồi máu liền luôn các bạn. Ôi bơm máu nhanh dữ vậy. Để xem ơi. Đây đây, dưới này có con rồng. Ủa nó đầy máu hết rồi hả? Trời ơi, mình để lâu quá nó đầy máu hết luôn các bạn. Đúng rồi, con rồng nào của mình chưa nâng máu mình nâng lên thử cho nó bốc thử ra. Con này chẳng hạn. Trời hết điểm rồi. Con ở phía bên đây thì ở đây nâng cho nó chút máu lên nè. Đó. Rồi bắt đầu bật bốc máu, con này tự động lên một quá. Rồi có bốc máu tăng không? À. Bắt đầu tăng phải không? À thấy dấu cộng nổi 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 trên người nó các bạn. Máu nó bắt đầu tăng lên từ từ. Ôi ôi lên nha. Lên nhanh lắm luôn á. Đây mà kết hợp với con heo hồi máu nữa thì hai siêu hồi máu rồi. Quá dữ dằn luôn. Ok. Robot của mình đây rồi. Để đâu giờ? Bây giờ chắc là để phía bên đây đi. Đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái con Hira ra phía bên đây nè. Bây giờ mình sẽ thử lại một chút xíu nữa. Chẳng thường đó là 1.200 đam á, còn chiêu chuột phải này là wow á. Ôi chiêu này wow, được cái AoE rộng đó các bạn, được cái AoE rộng với lại có thể farm được nữa, farm được kiểu này chắc farm được mây tồ luôn á. Nghe như bể giáp có hay gì với hiệu ứng á. À đúng rồi các bạn, bể giáp đó kìa, làm bể giáp của khủng long chứa nước luôn, xịn vậy. Bởi giáp xong thì cắn luôn với lại đăng cố của nó nữa, lửa nè, đó phun lửa rồi chuyển nguyên tố một phát. Đây là độc, chuyển nguyên tố một cái nữa nè, sử dụng chiêu cái gì đây. À mực 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 mực, tiếp theo mực đó là hình như là quay trở lại với lại lightning đó, sấm chớp điện giật các kiểu. Chiêu này nhìn là đẹp nhất các bạn. Còn mấy chiêu kia thì như chiêu lửa thì để phun lửa cũng bình thường thôi. Nghe tiếng mất máu không? Rồi phun qua tới phía bên đây luôn hả? Chúng mấy con nhỏ nhỏ này nó bỏ chạy à. Ủa trời chạy luôn rồi. Con này khuyết điểm duy nhất của nó là nó đi hơi chậm á. Vừa không bay được đã vậy còn không cho cộng tốc độ đi cho nhanh nữa. Thôi thì tạm thời để em nó ở ngoài rìa này thôi. Vậy là hôm nay đó các bạn, trong lúc đi khám phá tìm những cái anti-vách đó, thì mình đã tìm thấy được một cái con rồng 5 đầu với lại 4 nguyên tố ăn. 5 đầu nhưng em nói chỉ có 4 nguyên tố thôi các bạn. Phải mà được 5 nguyên tố đó thì vừa chọn số cái đầu của nó luôn là đẹp luôn đó. Và trên này thì mình mới vừa cho con heo hồi máu ở phía bên ngoài nè. Đó tất cả là mình có hai con siêu hồi máu ăn.
Mình cứ tưởng con robot này sẽ có khả năng gì đó teleport thần thánh lắm, ai ngờ có khả năng hồi máu ăn cũng rất là ngon nữa. Mình mới vừa bỏ thịt cho em nó ăn. Ok, vậy trong tập ngày hôm nay thì cũng có thêm hai chiến binh mới các bạn, một là máu, hai là con rồng năm đầu luôn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay chắc là cũng phải tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.